một cái bạn nam người Hàn Quốc là qua Việt Nam học và kết bạn với lại bạn gái của mình mà mình không biết. Bạn này á, nó là anh ơi em muốn đi Hàn Quốc du lịch chơi. Và ngày cuối cùng ở bên Hàn Quốc, bạn nữ này mới nói là anh ơi cho em đi gặp bạn Jun. Vô tình Lộc thì đi xuống mua đồ thì thấy hai bạn đang ngồi rất là tình tứ. Và đi vô bắt gặp bạn đó nói là em với lại bạn này quen nhau được 1 năm. Trời ơi. Thì em cứ nghĩ là vậy trong 10 tháng 3 ngày đó em lại. Và vì sao có tờ tiền này? Đó là trước khi qua bên Hàn Quốc thì cái bạn trai của bạn gái mình tặng cho Lộc cái tờ 1.000 won. Hai bạn đó là cưới nhau bên Seoul. Tần số tình yêu mùa 2 21:35 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7.